Khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 12, tại km 18 quốc lộ 70, các lực lượng đã phát hiện một nam giới đi xe gắn máy biển kiểm soát 24B282157 và một lái xe ô tô bán tải biển kiểm soát 24C12244. Kiểm tra đối tượng đi xe gắn máy, lực lượng phát hiện một bao tải. Đối tượng khai nhận toàn bộ số hàng trong đó là heroin. Qua quá trình làm rõ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vàng Xeo Quáng sinh năm 1973, Vàng Xeo Sẩu sinh năm 1975. Cả hai cùng trú tại thôn Pạc Po, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Ma Xín Lử, sinh năm 1994, trú tại thôn Cán Hồ, xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương. Tăng vật thu giữ gồm 40 bánh nghi là heroin, một xe máy, một ô tô bán tải và một số giấy tờ tùy thân khác. Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.